Trọng Sinh, anh vẫn nhất quyết bỏ ra đi thật sao hả Trọng Sinh? Phải, em hãy bảo trọng nha Như Nguyệt. Trọng Sinh, rồi anh sẽ hối hận bởi những gì anh nói của ngày hôm nay. Cuộc đời tôi có ra sao thì tôi cũng tự quyết định, tôi không dám cậy nhờ ai, mong anh hiểu cho. Như Nguyệt, Như Nguyệt, Như Nguyệt à, em đứng lại đó. Em nói vậy là sao hả? Anh yên tâm, tôi đã thông suốt hết mọi việc rồi. Sau này Vĩnh Viễn sẽ không còn Như Nguyệt làm phiền anh nữa đâu. Như Nguyệt à, em đừng làm gì dại dột nha em. Tôi có làm gì dại dột là chuyện của tôi. Anh đi mà lo cho công danh sự nghiệp cuộc đời của anh đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chúc anh hạnh phúc. Cô định quyên sinh nữa hay sao? Hãy từ bỏ hết những điều ngu ngốc mà cô đang làm đi. Hãy nhanh bước lên bờ và nghĩ cách trả thù bọn họ. Nên nhớ là cô phải thật thủ đoạn và phải tàn nhẫn hơn họ. Cô sẽ làm được, cô sẽ làm được, cô sẽ làm được. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.